Tôi đi rửa mặt tắm mát, bây giờ về phòng dọn dẹp. Tập luyện body dùng khăn massage cơ thể. Vận động hai tay, bây giờ là thái độ đi ra đường Nguyễn Trãi mua nước dừa và nhìn cảnh đường phố. Cứ mỗi buổi sáng thì tôi lại tìm ý tạo ra sự kiện để có câu chuyện kể. Kể chuyện cùng với tập luyện giúp cho chúng ta có sự hứng khởi ở trong lòng. Bây giờ thì lên đường. Ra phố. Trời đã sáng rồi, nắng đã thấy xuất hiện trên các tầng cao.
Lúc này tôi sẽ ra lề đường Nguyễn Trãi để làm exercise trong cái không khí buổi sáng lành lạnh. Ra ngoài thì tôi sẽ mua cho mình hai trái dừa xiêm. Đường hẻm 69 buổi sáng. Chúng ta đã thấy nắng trên các tầng cao. Tôi đi ra đường Nguyễn Trãi. Quẹo phải. Rồi quẹo trái, tôi sẽ ra đường Nguyễn Trãi. Tôi sắp ra đường Nguyễn Trãi. Có dừa. Đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Xe từ hướng Chợ Lớn chạy lên Sài Gòn. Nắng đã lên. Bạn thấy những xe bus du lịch chạy trong thành phố. Tôi đến mua hai trái dừa. Dừa xiêm 10.000 một trái. Cái này hồi đó để 13.000 phải không? Lấy hai trái dừa mà dạt cái đậu thôi, đừng có ngon được. Những người mua dừa. Sáng uống dừa làm mát body. Tôi đang ở lề đường Nguyễn Trãi. Mỗi buổi sáng thì tôi ra đây mua dừa. Tôi sẽ mượn trái dừa để tập chơi bóng rổ. Ném quả dừa coi như giống như là ném basketball. Ra lề đường Nguyễn Trãi để làm exercise.
vừa làm vừa ghi hình. Coi trái dừa như là trái banh. Nắng chói chang. Càng ngày càng cao. Xe bus chạy trên đường Nguyễn Trãi. Đây là xe dừa. Ném dừa giống như là ném basketball. Bây giờ là tiền. Cả trái dừa nè. Trái 20. Bây giờ là vô nhà. Đây là đường Nguyễn Trãi buổi sáng. Xe đang từ hướng Chợ Lớn chạy lên Sài Gòn. Lúc này nắng đã lên. Ở đây có những cây dầu rất cao. Dương Quốc đồ chơi My Kingdom, tiệm mai đồ vét đàn ông Adam Store. Lề đường Nguyễn Trãi buổi sáng vắng tanh. Trên đường thì xe cộ
ồn ào, náo nhiệt. Tôi đang dùng cái phone ghi lại cảnh đường phố buổi sáng. Chuyên mua bán điện thoại Khánh Hòa. Bây giờ thì tôi vô nhà. Mỗi trái 10.000. Đi theo đường hẻm này thì tôi sẽ về nhà.